Thưa quý vị, ngày 3 tháng 7, ứng dụng gọi xe công nghệ GoViet công bố rằng sẽ hợp nhất ứng dụng và thương hiệu với Gojek để trở thành Gojek Việt Nam. Việc hợp nhất này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn của công ty, mở rộng hơn nữa thành công của nền tảng GoViet. Không chỉ xóa sổ GoViet mà thương hiệu của Gojek Việt Nam cũng thay đổi hoàn toàn về màu sắc. Màu đỏ là chủ đạo của GoViet sẽ được thay bằng màu chủ đạo là xanh lá cây của Gojek. Đang nói đây cũng là màu sắc chủ đạo của thương hiệu Grab hiện nay. Ứng dụng Gojek hiện đang làm mưa làm gió tại Indonesia, nhưng tại thị trường Đông Nam Á lại đang lép vế trước Grab. Thị trường Việt Nam là thị trường nước ngoài đầu tiên mà Gojek đặt chân tới thông qua Go Việt. Theo chia sẻ của đại diện Go Việt, ứng dụng mới sẽ giúp người dùng Việt Nam có những trải nghiệm tốt hơn với giao diện đơn giản, gọn gàng hơn và nhiều tính năng được nâng cấp. Người dùng cũng sẽ có thể sử dụng các dịch vụ của Gojek ở Indonesia, Singapore và Thái Lan.